Từ trước đến nay, khi nhắc đến hòn đảo có vị trí chiến lược đối với Việt Nam ở phía Tây Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đảo Phú Quốc. Nhưng ít ai biết rằng, cách Phú Quốc không xa còn có một cái tên khác đã và đang trở thành nỗi khiếp sợ của Campuchia suốt nhiều năm qua. Đó chính là quần đảo Thổ Chu. Nơi đây được ví như là một trong những tiền đồn quan trọng giúp đất nước hình chữ S chọc thẳng vào tử huyệt của Campuchia. Qua đó, giúp Việt Nam giữ được thế phòng ngự, tấn công hết sức hiệu quả một khi mà có chiến tranh xảy ra bất ngờ. Vậy điều gì ở quần đảo Thổ Chu khiến cho nó có được sức răn đe lớn đến thế? Và tại sao quần đảo này lại trở thành tấm lá chắn vững chắc cho Việt Nam tại vịnh Thái Lan giàu tiềm năng hàng đầu? Đáp án sẽ được chúng tôi mang đến trong video số ngày hôm nay. Mời các bạn theo dõi ngay và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá tất tần tật về quần đảo Thổ Chu. Vâng, theo Wikipedia cho biết, từ đầu thế kỷ 18 đến trước khi có đường Brevi vào năm 1939, cụm đảo Thổ Chu và toàn bộ các đảo nằm giữa Việt Nam và Campuchia, cả về lịch sử và pháp lý, đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phía Campuchia mới chỉ chính thức quản lý các đảo ở phía bắc đường Brevi từ năm 1937. Chi tiết hơn về quần đảo Thổ Chu hay quần đảo Thổ Châu, đây là một quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan và nằm ở phía tây nam đảo Phú Quốc. Toàn bộ quần đảo này cấu thành xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quần đảo Thổ Chu gồm có 8 đảo lớn nhỏ là đảo Thổ Chu, Hòn Cái Bản, Hòn Cao Cát, Hòn Nhạn, Hòn Từ, Hòn Khô, Hòn Xanh và Hòn Cao. Trong đó, đảo Thổ Chu là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Chu và là trung tâm hành chính của xã đảo Thổ Châu. Hòn đảo này nằm cách đảo Phú Quốc 102 km và cách thành phố Rạch Giá 220 km về phía Tây Nam. Ngoài ra, nó còn cách mũi Cà Mau khoảng 157 km về phía Tây Bắc. Đây là hòn đảo xa bờ nhất so với Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Trên đảo có 4 bãi biển là bãi Ngự, bãi Rong, bãi Mun và bãi Nhất. Trong đó, bãi Ngự và bãi Rong là lớn hơn cả. Đảo Thổ Chu có môi trường thiên nhiên tươi đẹp với những dạn san hô mật độ cao, bãi cát trắng mịn ven đảo và những cánh rừng hoang sơ bên trong. Người ta thống kê được có 99 loài san hô với ưu thế thuộc về hai chi, Motipora và Acropora. Họ san hô lỗ đỉnh xuất hiện ở Thổ Chu. Cùng với thảm cỏ biển, dạn san hô là nơi sinh sống của các loài rùa biển quý giá. Về hệ động vật, đảo Thổ Chu có các loài phổ biến như là sóc, khỉ, chăn, rắn. Trên đảo còn có các loài đặc hữu là thằn lằn chân ngón Thổ Chu. Vì vậy có thể nói, thế giới động vật tại đây vô cùng phong phú. Về thành phần dân cư, đa số cư dân trên đảo đều là chân trài. Bên cạnh đó còn có các cán bộ hải quân vùng 5 và biên phòng. Thường thì cư dân tập trung sống tại bãi Ngự từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm mới chuyển qua bãi Rong để vừa tránh bão, vừa buôn bán kiếm thêm thu nhập. Chỉ trừ bãi Ngự có dân cư sinh sống thường xuyên, còn các bãi biển khác ở Thổ Chu đều rất hoang sơ như chưa từng in dấu chân người. Ngoài hòn đảo Thổ Chu giữ vai trò trọng yếu trong cả quần đảo ra, Hòn Nhạn cũng là một hòn đảo khác có tầm quan trọng đáng kể. Bởi vì đây chính là điểm A1 được xác định trên đường cơ sở của Việt Nam hiện giờ. Qua đó có thể thấy, quần đảo Thổ Chu nói chung vẫn còn khá hoang sơ và chưa bị đô thị hóa hoàn toàn. Kết hợp với hệ động thực vật độc đáo, đa dạng cùng hệ thống bãi biển xanh trong vắt, nơi đây có tiềm năng du lịch cực kỳ rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là giá trị lớn nhất của quần đảo Thổ Chu. Nó còn được rất nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là có vai trò trọng yếu, giống như vịnh Cam Ranh của Việt Nam khi có sức răn đe lớn đối với Campuchia ở phía Tây Nam và nhiều quốc gia khác nằm trong vịnh Thái Lan hiện giờ. Tại sao lại nói như thế? Chỉ cần phân tích kỹ lưỡng đôi chút, chúng ta sẽ nhận thấy rằng có rất nhiều lý do như sau. Đầu tiên, quần đảo Thổ Chu là một trong những quần đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam. Nó bao gồm các đảo nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc nên sở hữu vị trí tiền tiêu hết sức đặc biệt. Và nếu có bất kỳ đợt tấn công nào được triển khai ở phía Tây Nam này, quần đảo Thổ Chu sẽ trở thành vị trí phòng thủ tiêu biểu và quan trọng nhất của cả trận chiến. Nó sẽ giúp Việt Nam ngăn chặn được hầu hết các hướng tấn công của kẻ địch, đồng thời tổ chức phản công hiệu quả để mở đường máu cho mình. Hơn nữa, vùng nước bao quanh quần đảo Thổ Chu còn có độ sâu hàng chục mét với bề rộng vùng nước lên đến hàng trăm hecta. Điều này giúp cho nơi đây dễ dàng neo đậu và các âu tàu có tải trọng hàng chục ngàn tấn và thậm chí là hàng trăm ngàn tấn như những con tàu chiến khổng lồ phục vụ cho quá trình tác chiến xa bờ. Nhưng quan trọng hơn là quần đảo Thổ Chu, lực lượng chiến đấu của Việt Nam có thể phóng tầm mắt quan sát hết các tàu thuyền qua lại tại khu vực vịnh Thái Lan. Theo đó, Việt Nam có thể kiểm soát tốt các hoạt động đảm bảo chủ quyền và cả quyền tài phán của mình tại vùng nước giáp danh với Campuchia theo Hiệp định năm 1982.
đường phân giới trên vịnh với Thái Lan theo hiệp định năm 1997 và vùng biển chồng lấn với Malaysia rộng 2.800 km2 gần cửa vịnh Thái Lan được quy định trong văn bản thỏa thuận hợp tác khai thác chung với nước này vào năm 1992. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần biết rằng Thổ Chu còn nằm ở vị trí cửa ngõ của Kiên Giang và Cà Mau. Điều này giúp cho các lực lượng chiến đấu của Việt Nam có thể bảo vệ bao quát dải bờ biển dài 200 km của hai tỉnh thành này. Nhưng vị trí chiến lược của quần đảo Thổ Chu không chỉ được thể hiện ở khía cạnh phòng thủ an ninh biển, mà nó còn có tầm quan trọng lớn trong tuyến đường vận tải quốc tế đi qua các nước vịnh Thái Lan từ trước đến giờ. Cụ thể hơn là quần đảo này nằm sát đường hàng hải quốc tế và từ lâu đã trở thành tuyến vận tải biển trọng yếu đi qua các điểm Bangkok, Kông Pông Som, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Kông, Trung Quốc. Qua đó nó giúp Việt Nam giữ được lợi thế và cả vị thế lớn cho mình trước các nước trong khu vực nói chung và đặc biệt là Campuchia nói riêng. Kẻ luôn canh me Việt Nam sơ sẩy là trỗi dậy ngay tức thì. Có lẽ là nhận thấy được tầm quan trọng đó của quần đảo Thổ Chu nên ngày 10 tháng 5 năm 1975, chính quyền diệt chủng Pol Pot đã đổ quân đánh chiếm quần đảo này và gây tội ác dã man với hơn 500 thường dân Việt Nam trên đảo. Sau trận chiến quyết liệt từ ngày 24 đến 27 tháng 5 năm 1975, quân đội Việt Nam đã tiêu diệt quân xâm lược thành công và giải phóng quần đảo. Đến ngày 7 tháng 7 năm 1982, hai nước Việt Nam và Campuchia đã ký hiệp định về vùng nước lịch sử, lấy đường Previ năm 1939 làm đường ranh giới phân chia đảo trong khu vực. Và sau này thì sẽ thương lượng để hoạch định đường biên giới trong vùng nước này. Hơn một thập kỷ sau, chính xác là ngày 24 tháng 4 năm 1993, chính phủ Việt Nam quyết định thành lập xã đảo Thổ Chu trên vùng lãnh thổ nước nhà. Khi mới thành lập, xã chỉ có khoảng chục hộ dân, đến nay nó đã dần có dân cư đông đúc với cơ sở hạ tầng khá phát triển. Theo thời gian, quần đảo Thổ Chu đã dần được định hình, trở thành một cứ điểm quân sự quan trọng giúp Việt Nam bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ở phía Tây Nam. Nó không khác gì tấm bùa hộ mệnh dành cho Việt Nam trước sự dòm ngó của Campuchia suốt thời gian qua và khiến nước này không thể nào làm càng. Nói tóm lại là quần đảo Thổ Chu có diện tích lớn, mặt bằng rộng, rừng cây xanh tốt, các vùng kín neo đậu tàu thuyền, các bãi cát đổ quân xuất quân nhanh chóng và nhiều đảo vệ tinh xa gần hỗ trợ chính là cứ điểm phòng thủ tập trung liên hoàn vững chắc của Việt Nam. Kết hợp với vị trí chiến lược quan trọng, cứ điểm này góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy vùng biển lẫn vùng ven biển Việt Nam trên vịnh Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đồng thời giúp cho đất nước hình chữ S ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển từ phía Tây Nam nói riêng và các khu vực khác nói chung. Hy vọng rằng trong tương lai tới, quần đảo này tiếp tục nhận được sự quan tâm đúng mức của chính phủ nước nhà để xứng đáng với vị thế trọng yếu mà nó đang nắm giữ. Có như thế thì tấm lá chắn ấy mới trở nên vững vàng hơn bao giờ hết trước các thế lực ngoại bang bên ngoài. Các bạn thân mến, chắc hẳn là chúng ta đã không còn xa lạ về chuyện người dân Campuchia liên tục tố cáo Việt Nam là người đã cướp mất hòn đảo Phú Quốc của mình và dần dần đòi lại bằng bất cứ giá nào. Thậm chí mà giới lãnh đạo nước này cũng từng có đôi lần nói bóng gió rằng Campuchia đã bỏ quên Phú Quốc để rồi giờ đây đảo Ngọc nghiễm nhiên trở thành vật sở hữu của nước bạn láng giềng. Nhưng trên thực tế, đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là điều hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp và đã được luật pháp quốc tế lẫn cả thế giới công nhận. Ngược lại, chính Campuchia mới là kẻ đi xâm lược rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh kéo dài. Nói có sách mách có chứng, ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa các bạn đi ngược dòng lịch sử để biết được Campuchia đã từng cuộm đi những hòn đảo nào của Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính thì chúng ta hãy cùng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày. Các bạn thân mến, theo như thư viện mở Wikipedia cho biết, từ đầu thế kỷ 18 cho đến trước năm 1939, về lịch sử và pháp lý, toàn bộ các hải đảo giữa Việt Nam và Campuchia thuộc chủ quyền của Việt Nam, hay đúng ra là thuộc về Nam Kỳ. Chỉ từ năm 1939 trở đi, Campuchia mới chính thức quản lý về mặt hành chính và cảnh sát các đảo ở phía Bắc đã vạch ra đường thẳng từ đất liền ra khơi do sự dàn xếp của toàn quyền Đông Dương Joseph Jules Brevi. Đường vạch này được lấy theo tên của ông và có đường ranh giới chạy vòng lên phía bắc đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Nam Kỳ và sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không cho đó là ranh giới mà chỉ là đường kiểm soát hành chính tạm thời. Vì vậy, Việt Nam Cộng Hòa vẫn coi các đảo chọc Kowai, Phú Dự tức là Koh Tamay và Koh Tre, Tiên Mối tức là Koh Thon Tre và nhóm đảo Bắc Hải Tặc tức là nhóm đảo Kong Phong Som hiện nay thuộc chủ quyền của mình. Đến năm 1956, Campuchia đưa quân ra chiếm đảo Phú Dự, rồi chiếm tiếp nhóm đảo Bắc Hải Tặc
vào năm 1958. Đến năm 1966, Campuchia chiếm luôn đảo Wai và mãi đến năm 1982, hai nước này mới chính thức lấy đường Brevi làm ranh giới phân chia cho mình. Còn theo trang tin Red VN lược sử, thì trong bản đồ Đông Dương thuộc Pháp in năm 1906 ở Paris và bản đồ hành chính xứ Nam Kỳ thuộc Đông Dương thuộc Pháp, bên cạnh đảo Phú Quốc mà trên bản đồ chỉ rõ thuộc Hà Tiên, thì còn có hai hòn đảo khá to đó là hòn Năng Trong và hòn Năng Ngoài cũng thuộc hạt này. Trong tiếng Pháp, chúng được gọi tên lần lượt là Ijoumilieu và Ilajou. Còn trong tiếng Việt, chúng thường được gộp chung lại với nhau và gọi là đảo Phú Dự. Được biết vào thời kỳ Pháp thuộc, sau khi thành lập chính quyền bảo hộ ở Nam Kỳ năm 1867 và Campuchia năm 1863, thì Pháp lấy tất cả các đảo trong vùng biển này và vùng Hà Tiên, tức là cả Thổ Chu, Phú Quốc, Hải Tặc cho vào Nam Kỳ. Đến ngày 25 tháng 5 năm 1874, thì Thống đốc Nam Kỳ ra quyết định thành lập quận biển thuộc chính quyền Nam Kỳ. Quận biển này bao gồm tất cả các đảo biển Hà Tiên, sau đó một thời gian thì hạt Phú Quốc tách ra rồi nhập trở lại Hà Tiên cũ. Vấn đề chỉ phát sinh vào năm 1931 khi các hòn đảo này sinh lời từ hoạt động thu thuế khóa và khai thác khoáng sản. Nó dẫn đến việc khâm sứ Pháp ở Campuchia đòi hỏi được chia phần. Lý do được đưa ra là vì ngư dân Khmer thường xuyên qua lại các đảo này nên cũng đóng thuế phí không nhỏ cho Nam Kỳ chứ không đóng thuế cho Campuchia giống như là thời Mạc Cửu. Theo đó, việc đôi co giữa hai chính quyền bảo hộ bắt đầu từ cấp địa phương leo thang dần lên cấp toàn quyền Đông Dương. Nó khiến cho nhà toàn quyền Brevi quyết định lấy tên mình đặt tên cho đường phân chia biển đảo giữa hai nước liền kề. Tất nhiên là chính quyền Nam Kỳ lúc đầu là hội đồng thuộc địa Nam Kỳ, sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rất không đồng ý với các đòi hỏi của nước bạn, đặc biệt là với các đảo Phú Dự, Bắc Hải Tặc và đảo Wai nên vẫn xem chúng thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng từ năm 1956, tình hình chính trị của Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Campuchia nhân cơ hội đó đã đưa quân đến chiếm hai đảo Hòn Năng vào năm này. Đến năm 1958 thì họ tiếp tục chiếm thêm Hòn Tai và Ilajou Phích. Hai năm sau, tức là năm 1960, Campuchia lại chiếm lấy Hòn Kiếng Vàng, Iju Des Phomis và Hòn Keo Ngựa, Iju Chevan của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy là dựa trên các tài liệu lịch sử cho thấy, chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa đối với các hòn đảo Phú Dự, Tiên Mối, Đảo Trọc, Hòn Tai, Hòn Kiến Vàng và Hòn Keo Ngựa thuộc quần đảo Bắc Hải Tặc là điều không cần phải bàn cãi. Chính Campuchia đã đem quân đi xâm lược và chiếm lấy các hòn đảo trên để giữ quyền kiểm soát quản lý cho riêng mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những hòn đảo kể trên để biết được hiện tại trông chúng như thế nào. Đảo Phú Dự nằm trong vịnh Thái Lan và hiện đang trực thuộc tỉnh Sihanoukville của Campuchia, nơi cách bờ biển đất liền của nước ta chỉ tầm vài chục hải lý. Và đảo Phú Dự thì gồm có hai hòn đảo lớn đó là Hòn Năng Trong và Hòn Năng Ngoài. Chúng được gọi tên trong tiếng Khmer là Koh Tamay và Koh Che. Cư dân trên đảo phần đông là người Khmer và lực lượng quân sự đồn trú tại đây chủ yếu là lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia. Hiện tại hòn đảo này đã và đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì nước bạn khi mở ra cho các du khách không gian yên tĩnh, xanh mướt và nên thơ vô cùng. Do đó, đây là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và biển cả bạt ngàn. Đảo Tiên Mối hay Koh Thon Say. Hiện nay thì đảo Tiên Mối được gọi theo tiếng Khmer là Koh Thon Say hay là đảo Thỏ. Và đây là một hòn đảo nằm sát bờ biển phía nam của Campuchia, nơi nằm cách thành phố Kép khoảng 4,6 km về phía nam, nên có thể tiếp cận dễ dàng bằng thuyền bè từ hải cảng này. Tại Koh Thon Say có các bãi biển cát trắng nhìn ra biển khơi. Vùng biển quanh đảo thường khá nông và có đáy dốc từ từ, biến Koh Thon Say trở thành một nơi thú vị để bơi lội đã đời. Thế nhưng điều đặc biệt hơn là dưới đáy biển có rất nhiều loài san hô và sinh vật biển đẹp lạ lùng, cho nên rất có tiềm năng du lịch lớn. Đảo Trọc hay Koh Wai. Đảo Trọc được người Campuchia gọi với cái tên là đảo Wai hay Koh Wai, và đây là hòn đảo xa bờ nằm cách thành phố Sihanoukville của Campuchia 95 km về phía tây nam. Về mặt hành chính, đảo Wai thuộc tỉnh Kampot của nước này. So với các hòn đảo trên thì hoạt động du lịch tại hòn đảo Wai không phát triển bằng do khoảng cách di chuyển từ đất liền đến đây thường khá xa. Chính vì vậy, trong một khoảng thời gian dài, hoạt động du lịch tại đảo Wai bị ngăn cấm. Nhưng hiện tại du khách có thể viếng thăm đảo thông qua các hoạt động du ngoạn có tổ chức bởi các đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu.
Hòn kiến vàng hay Koh Ang Krang, hòn kiến vàng mà Campuchia gọi là Koh Ang Krang nằm cách Kon Ton Sai 7 km. Hiện tại thì hòn đảo này trực thuộc quyền quản lý của tỉnh Kép Campuchia. Được biết hòn kiến vàng có diện tích khoảng 6,1 ha và có bề mặt khá bằng phẳng. Nó được phủ kín bởi rừng cây xanh tốt nên du khách đến đây du lịch sẽ được khám phá cảnh sắc núi rừng độc đáo cho mình. Hòn keo ngựa hay Koh Samaok. Trong tiếng Khmer, hòn keo ngựa được gọi là Koh Samaok. Và sở dĩ hòn đảo này được đặt tên như vậy là bởi vì hình dáng của nó trông giống như là một chiếc yên ngựa. Hiện Koh Samaok được phát triển mạnh về du lịch để thu hút du khách dần xa bởi vì nơi đây sở hữu bờ biển xanh, cát trắng và những cánh rừng phủ kín cả góc trời. Đồng thời Koh Samaok còn là nơi mà có rất nhiều những sinh vật biển đa dạng, rất thích hợp cho những du khách ưa khám phá khi du hí bên ngoài. Hòn Thai nằm cách bờ biển Campuchia hay bờ biển Kép tầm 3 km. Hòn đảo này rộng 2 km vuông, có nhiều cây cối che phủ nên mang đến một màu xanh mướt mắt cho du khách xa gần. Và do còn giữ vẻ hoang sơ cho riêng mình cho nên hòn đảo Thai được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến lý tưởng. Ngoài ra khi đến đây thăm thú thì các bạn còn được thoải mái bơi lội và khám phá thế giới dưới đáy biển trong xanh như ngọc ngà. Nói tóm lại thì hiện nay Campuchia vẫn còn chiếm giữ rất nhiều hòn đảo từng cướp lấy từ tay người Việt Nam. Tuy nhiên sau khi đường phân định được cả hai nước xác nhận thì Việt Nam luôn tôn trọng những điều khoản thỏa thuận của đôi bên, cho nên chưa bao giờ lên tiếng tố cáo Campuchia có hành vi khó coi này. Vậy nên thiết nghĩ Campuchia cũng nên có những hành động đẹp như Việt Nam để mối quan hệ hai nước ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Campuchia đừng vì sự cay cú của bản thân mà liên tục bôi nhọ Việt Nam là kẻ đã đánh cắp đảo Phú Quốc của mình nữa.